Cái này cái linh san nha các bạn, linh san 86 nè. Cái này làm từ cái nhánh lên nè nha các bạn. Cái này ấy mình gửi luôn chậu ra, chậu này chậu xi măng nè. Có lộn. À, chậu đất nung. Nung. Cái này nó bự cỡ ngón tay cái mình hả? Nhưng mà bộ tàn qua bạn thấy nhìn không, nhìn cũng đã lắm. 86 thì làm lẹ tàn lắm các bạn ơi. Phong cây này y như cây cổ thụ, nhìn những cây cổ thụ bây giờ chỉ con tàn thôi. Về mấy bạn buông kẽm ra, kẽm mình thấy nó hơi khuyết rồi, cắt giật hết mấy lần kẽm nó hơi khuyết rồi. Cây này giờ chỉ buông ra cắt con này, như gốc cổ thụ ra thấy không, làm từ cái nhánh lên nha bạn. Phong cây nhìn y như cây tự nhiên. Mấy cái này không có đồ hoành đâu nha các bạn, đó từ cái mình nè, đó nhìn con từ cái. Cây này cỡ cái mình nè các bạn ơi, đo lạnh các bạn. Cái này cũng đẹp mấy bạn, nếu cái này để chân chơi vị trí cũng đẹp. 86 thì sức sống nó là nó kém hơn mấy cái dòng lá lớn nha các bạn. Cái sức sống cây của mình là nó tỷ lệ theo tỷ lệ lá nha, cái lá càng nhỏ thì sức sống càng nhỏ, cái lá càng lớn thì tỷ lệ sức sống nó càng lớn. Bạn chứng thủy vậy các bạn ơi, lá lớn là ổn định nhất, nói chung cây gì cũng vậy, linh sam này lá lớn là ổn định nhất, nó mạnh, tại lá lớn cây nó mạnh lắm các bạn. Còn như cái này, mấy cái này là chơi mini thôi, chứ nếu mà cái cây nhiều tiền là không ai mà chơi, không ai mà làm dòng 86 này nha các bạn. Với lại rí hạt gạo Tân Phú, rí hạt gạo Tân Phú vàng trồng thời gian tự chết tự bỏ cành, mấy cây mà mấy chục triệu là không ai mà làm cái form 86 với lại form rí hạt gạo nha các bạn. Thường người ta sẽ chọn là cây lá trung, song hình lá trung á, hoặc là dòng đao điểm, dòng đao điểm mới bây giờ. Cây rừng cũng vậy bạn, cây rừng về cũng, hoặc là cây rừng về thì nó mạnh rồi, hoặc là cây rừng để riêng, hoặc là cây rừng ghép siêu bông, ghép song hình lá trung, hoặc là ghép đao điểm, chứ không ai mà ghép 86 này vô làm mấy cây mấy chục triệu nha các bạn. Mấy cây này chỉ chơi giải trí thôi, mấy cây này chỉ chơi giải trí thôi, còn cây nuôi thì nó khác. Mấy cây nhiều tiền mấy chục triệu, mấy trăm triệu thì không ai làm cái form này hết á, không ai mà làm cái dòng 86 với rí hạt gạo nha các bạn. Những cái dòng này chi cành là nó dễ, rất là dễ bỏ dâm, như là nó không có ổn định. Mấy dòng này chỉ chơi mini giải trí thôi, nói chung chết là dục á, chết là bỏ đó, chứ mấy cây mấy chục triệu chết bỏ đâu được các bạn, tiền mà. 86 nha các bạn, linh sam 86.